Kỹ thuật nội tâm phần 2 1. Một lưu ý tới bạn đọc. Phần tiếp theo của cuốn sách đề cập cụ thể hơn, đưa bạn khám phá sâu hơn về ba lớp cơ bản mà mỗi con người đều nhận thức được. Theo đó, nó được chia thành 3 phần: cơ thể, tâm trí và năng lượng. Trong mỗi phần, cuốn sách tìm cách mở rộng ý tưởng của bạn về những gì cấu thành nên thể chất, tâm lý và năng lượng. Trong quá trình này, bạn có thể thấy một số giả định bị thẩm vấn, một số câu sáo rỗng bị chọc thủng, một số thuật ngữ thường dùng được định nghĩa lại và một số quan điểm bất thường được khám phá. Nhưng bạn được yêu cầu không tin tưởng bất cứ điều gì. Yoga, như chúng ta đã nói trước đây, yêu cầu bạn thử nghiệm và khuyến khích bạn làm như vậy một cách không sợ hãi. Và do đó, phần này dao động giữa thông tin và các bài tập thực hành gợi ý và tự quan sát. Nó cụ thể hóa các khái niệm và gợi ý cách thức triển khai các ý tưởng. Trong quá trình này, bạn có thể tự mình tìm hiểu xem liệu những khái niệm này có thể ứng dụng hay chỉ đơn giản là vô nghĩa. Cách tốt nhất để tiếp cận phần này là gì? Bạn có thể cảm thấy không sẵn sàng để thực hiện từng bài tập được cung cấp trong các mục Sadhana. Không sao cả. Lý do cung cấp cho bạn một loạt các phương pháp và các mẹo là để bạn có thể tham gia vào bất kỳ phương pháp nào thu hút bạn. Các phương pháp này chỉ nhằm mục đích giúp bạn chuyển từ lý thuyết sang thực tế cuộc sống hàng ngày, để bạn tự do kiểm tra mọi giả thuyết trong phòng thí nghiệm của cuộc sống của chính bạn. Phần này nhằm mục đích biến bạn từ một người đọc thụ động, một yogi ngồi trên ghế, thành một người năng động tham gia vào sự kỳ diệu của cuộc sống, nơi bạn được sống có ý thức, được tự do lựa chọn. Đã đến lúc gói lại hết những định kiến của bạn và chuẩn bị cho chuyến khám phá tự do về cuộc sống đáng kinh ngạc mà bạn đang có. Cơ thể. 1. Cỗ máy tối thượng. Phần thân thiết nhất của sự sáng tạo vật chất đối với tất cả chúng ta chính là cơ thể này. Cơ thể vật chất là món quà đầu tiên mà chúng ta nhận thức được. Nó cũng là cỗ máy tối thượng. Mọi cỗ máy khác trên hành tinh đều khởi nguồn từ chính cỗ máy tối thượng này. Khoa học yoga như đã giải thích ở trên, không nói về tâm trí hay linh hồn, mọi thứ chỉ là một cơ thể. Cho dù đó là cơ thể thực phẩm, cơ thể tâm trí, cơ thể năng lượng, cơ thể etheric hay cơ thể phúc lạc, có một sự thông thái rất sâu sắc trong cách tiếp cận này. Nó không cho phép chúng ta rơi vào trạng thái tâm lý mê lầm hoặc vào những chuyến bay của sự trừu tượng siêu hình. Nó đặt chúng ta vững chắc vào cái hữu hình. Cơ thể vật chất được thiết kế và cấu trúc để tự hoạt động mà không cần bạn can thiệp nhiều. Bạn không cần phải làm cho tim đập. Gan thực hiện tất cả các hoạt động hóa học phức tạp của nó, hoặc thậm chí bạn không cần phải cố gắng thở. Mọi thứ cần thiết để sự tồn tại vật chất của bạn được biểu hiện đều đang tự nó diễn ra. Cơ thể là một công cụ khá hoàn chỉnh và khép kín. Nếu bạn bị cuốn hút bởi máy móc, thì không có cái nào tốt hơn cơ thể này. Cơ thể là thiết bị máy móc tinh vi nhất trên hành tinh này. Nó là hiện thân của trình độ cơ học cao nhất, trình độ điện tử cao nhất, mạch điện tử phức tạp nhất mà bạn có thể tưởng tượng. Bạn ăn một quả chuối chiều nay, đến tối, quả chuối này đã trở thành bạn. Theo Charles Darwin, phải mất hàng triệu năm để biến một con khỉ thành một con người. Nhưng chỉ trong vài giờ, bạn có thể biến một quả chuối hoặc một mẩu bánh mì thành một con người. Rõ ràng, chính nguồn sáng tạo đang vận hành bên trong bạn. Có một trí thông minh đang hoạt động trong bạn, vượt ra ngoài trí óc logic của bạn, có thể biến một phần thức ăn thành công nghệ xuất sắc nhất. Nếu bạn có thể đạt được sự biến đổi đó một cách có ý thức thay vì vô thức, nếu bạn có thể mang dù chỉ một chút trí thông minh đó vào cuộc sống hàng ngày của bạn, bạn sẽ sống một cách kỳ diệu chứ không phải đau khổ. 2. Có thứ gì đó không yêu một bức tường. Một người cần phải có nhận thức nhất định mới thấy được những hạn chế của cỗ máy tuyệt vời này. Là một cỗ máy, cơ thể thực sự không có lỗi. Vấn đề duy nhất là nó không đưa bạn đi đâu cả. Nó chỉ nảy ra khỏi trái đất
và rơi trở lại trái đất. Nếu bạn nhìn nó từ góc độ cơ thể, nó là khá đủ. Nhưng bằng cách nào đó, một chiều không gian ngoài vật chất đã tự xâm nhập vào cỗ máy tuyệt vời này. Không gian này là nguồn gốc của sự sống, là chiều không gian thực sự làm nên con người của chúng ta. Cuộc sống là một chuyện, nhưng nguồn gốc của cuộc sống là một chuyện khác. Trong mọi sinh vật, trong mọi thực vật, trong mọi hạt giống, nguồn sống này đang hoạt động. Ở một con người, nguồn sống này càng rõ ràng hơn. Chính vì điều này mà đột nhiên sau một thời gian dài, tất cả những món quà tuyệt vời mà cơ thể ban tặng bằng cách nào đó dường như trở nên không liên quan và không còn quan trọng. Chính vì điều này mà bạn và mọi người khác dường như đang sống trong một cuộc đấu tranh liên tục giữa chiều không gian thể chất và chiều không gian bên ngoài thể chất. Có hai thế lực cơ bản bên trong bạn, hầu hết mọi người đều thấy chúng đang xung đột. Một là bản năng tự bảo tồn, buộc bạn phải xây dựng những bức tường xung quanh để bảo vệ bản thân. Cái còn lại là khát vọng không ngừng mở rộng, trở nên vô biên. Hai khao khát này, để bảo tồn và mở rộng, không phải là thế lực đối nghịch nhau, mặc dù chúng có vẻ như vậy. Chúng có liên quan đến hai khía cạnh khác nhau trong cuộc sống của bạn. Một cái là sức mạnh giúp bạn bám rễ tốt hơn trên hành tinh này, cái kia đưa bạn đi xa hơn. Khả năng tự bảo vệ cần được giới hạn trong cơ thể vật chất. Nếu bạn có nhận thức cần thiết để tách biệt hai thế lực này thì sẽ không có xung đột. Nhưng nếu bạn đồng nhất với thể chất, thay vì phối hợp làm việc, hai thế lực cơ bản này lại trở thành nguồn gốc của căng thẳng. Tất cả những cuộc đấu tranh giữa vật chất và tinh thần của nhân loại đều bắt nguồn từ sự thiếu hiểu biết này. Khi bạn nói tinh thần, bạn đang nói về một chiều không gian ngoài vật chất. Mong muốn của con người để vượt qua những giới hạn của thể chất là một điều hoàn toàn tự nhiên. Hành trình đi từ cơ thể cá nhân với những ranh giới đến nguồn sáng tạo vô biên. Đây chính là nền tảng chính của quá trình tâm linh. Bức tường tự bảo vệ mà bạn xây dựng cho ngày hôm nay chính là bức tường tự giam mình cho ngày mai. Những ranh giới mà bạn thiết lập trong cuộc sống giống như một sự bảo vệ cho chính mình ngày hôm nay, nó sẽ trở thành những ràng buộc vào ngày mai. Robert Frost đã ghi lại một sự thật sâu sắc khi ông viết: có điều gì đó không yêu một bức tường. Bởi vì bản năng tự bảo vệ bản thân của bạn luôn nói với bạn: nếu bạn không có những bức tường, bạn sẽ không an toàn. Bạn tiếp tục xây dựng chúng một cách vô thức. Sau đó, bạn phải vật lộn với chúng. Đây là một chu kỳ vô tận. Nhưng tạo hóa không phải là không muốn mở ra cho bạn những cánh cửa dẫn đến bên kia. Không phải là bạn đang vật lộn với sự không sẵn lòng của tạo hóa, mà bạn đang đấu tranh với những bức tường kháng cự mà bạn đã tự xây xung quanh mình. Đó là lý do tại sao hệ thống yoga không nói về Chúa. Nó không nói về linh hồn hay thiên đường. Nói chuyện như vậy lúc nào cũng khiến người ta bị ảo giác. Yoga chỉ nói về những rào cản mà bạn đã thiết lập. Tạo hóa không tìm kiếm sự chú ý của bạn, những sợi dây trói buộc bạn, những bức tường ngăn cản bạn. Đây là 100% công sức của bạn. Đây là tất cả những gì bạn cần loại bỏ và tháo dỡ. Bạn không có việc gì cần làm với sự tồn tại. Bạn chỉ có việc cần làm với sự tồn tại mà bạn đã tạo ra. Chúng ta bám rễ vào hành tinh ngay bây giờ vì lực hấp dẫn. Chúng ta có một cơ thể như hôm nay chỉ nhờ lực hấp dẫn. Trọng lực đang cố gắng giữ bạn xuống, trong khi ân sủng là lực cố gắng nâng bạn lên. Nếu bạn được giải phóng khỏi sức mạnh vật lý của sự tồn tại, thì ân sủng sẽ bùng nổ trong cuộc sống của bạn. Khi trọng lực hoạt động, ân sủng cũng liên tục hoạt động. Đơn giản là bạn phải làm cho mình sẵn sàng cho nó. Với lực hấp dẫn, bạn không có lựa chọn nào khác, nhưng dù sao bạn vẫn sẵn sàng cho nó. Tuy nhiên, với sự ân sủng, bạn phải làm cho mình dễ tiếp thu. Dù bạn đang thực hành loại hình tâm linh nào, thì cuối cùng, bạn cũng chỉ đang nỗ lực hướng tới việc làm cho bản thân sẵn sàng với sự ân sủng. Khi bạn sẵn sàng cho sự ân sủng, đột nhiên, bạn dường như hoạt động như có phép thuật. Giả sử bạn là người duy nhất có thể đi xe đạp,
Trong mắt người khác khi đó, bạn thật kỳ diệu. Với ân sủng cũng vậy, người khác có thể nghĩ rằng bạn có phép thuật, nhưng bạn biết rằng bạn chỉ mới bắt đầu trở nên cởi mở với một chiều hướng mới của cuộc sống. Khả năng này có sẵn với tất cả mọi người. Sadhana. Bạn có thể nhận thấy điều này ở bản thân. Khi bạn cảm thấy dễ chịu, bạn muốn mở rộng. Khi bạn sợ hãi, bạn muốn co lại. Hãy thử cái này. Ngồi vài phút trước một cái cây, nhắc nhở bản thân rằng bạn đang hít vào những gì cây đang thở ra và những gì bạn đang thở ra, cây đang hít vào. Ngay cả khi bạn chưa biết về nó, hãy thiết lập mối liên hệ tâm lý với cây. Bạn có thể lặp lại điều này vài lần trong một ngày. Sau một vài ngày, bạn sẽ bắt đầu kết nối với mọi thứ xung quanh một cách khác biệt. Tại trung tâm Yoga Isha, chúng tôi đã sử dụng quy trình đơn giản này để cho ra một sáng kiến về môi trường ở bang Tamil Nadu, miền Nam Ấn Độ. Theo đó, 21 triệu cây đã được trồng từ năm 2004. Chúng tôi đã dành vài năm để trồng cây trong tâm trí mọi người. Đó là địa hình khó khăn nhất. Giờ đây, việc chuyển từ địa hình tâm trí sang đất diễn ra dễ dàng hơn nhiều. 3. Cảm nhận cuộc sống, nhận biết sự sống ngoài các giác quan. Cơ thể con người cảm nhận thế giới như thế nào? Nguồn cảm nhận của nó là gì? Câu trả lời hiển nhiên là thông qua 5 giác quan. Bất cứ điều gì bạn biết về thế giới hay về bản thân đều là thông tin bạn thu thập được chỉ qua 5 giác quan bằng cách nhìn, nghe, ngửi, nếm và chạm. Nếu những giác quan này không hoạt động, bạn sẽ không biết gì về thế giới và cả bản thân bạn. Khi bạn ngủ mỗi đêm, đột nhiên những người xung quanh bạn biến mất, thế giới biến mất và ngay cả bạn cũng biến mất. Bạn vẫn sống, mọi người xung quanh bạn vẫn sống, nhưng theo trải nghiệm của bạn, mọi thứ đều bốc hơi bởi vì 5 cơ quan giác quan này đã chuyển sang chế độ tắt máy. Các cơ quan cảm giác bị hạn chế. Chúng chỉ có thể nhận thức được những gì thuộc về vật chất. Nếu nhận thức của bạn bị giới hạn trong 5 giác quan, thì tự nhiên phạm vi cuộc sống của bạn sẽ bị giới hạn trong phạm vi vật chất. Thêm vào đó, các giác quan chỉ nhận thức mọi thứ liên quan đến một thứ khác. Nếu tôi chạm vào một vật kim loại và có cảm giác mát lạnh ở ngón tay, thì đó chỉ đơn giản là do nhiệt độ cơ thể của tôi ấm hơn. Giả sử tôi hạ nhiệt độ xuống và chạm vào nó, tôi sẽ cảm thấy ấm áp. Nhận thức giác quan là công cụ hoàn toàn tuyệt vời cho sự tồn tại của con người. Chúng hoạt động ngay khi bạn chào đời vì chúng rất cần thiết cho sự tồn tại của bạn ở thế giới bên ngoài. Nhưng nếu bạn đang tìm kiếm thứ gì đó hơn là sự tồn tại, thì chúng vẫn chưa đủ. Chúng cho bạn một ấn tượng méo mó về thực tế, bởi vì nhận thức giác quan hoàn toàn mang tính tương đối. Nếu bạn thực sự quan tâm đến việc nhận biết cuộc sống ở tất cả chiều sâu và chiều hướng của nó, bạn bắt buộc phải hướng vào bên trong chứ không phải hướng ra bên ngoài. Tại sao vậy? Bởi vì bản chất thiết yếu của sự sống không nằm ở biểu hiện vật lý hay tâm lý của cơ thể và tâm trí, mà nằm ở nguồn gốc của chúng. Tuy nhiên, hướng vào bên trong không diễn ra một cách dễ dàng bởi vì bạn chưa có cơ chế tri giác để nhìn vào bên trong. Tình trạng khó khăn của con người chỉ là thế này. Chính nơi trải nghiệm của bạn là ở bên trong bạn, nhưng nhận thức của bạn hoàn toàn bị ràng buộc ra bên ngoài. Đây là lý do tại sao có một sự mất kết nối lớn như vậy giữa bên trong và bên ngoài. Bạn có thể thấy những gì bên ngoài bạn, nhưng bạn không thể thấy những gì bên trong bạn. Ngay cả khi ai đó thì thầm, bạn có thể nghe thấy, nhưng có quá nhiều hoạt động diễn ra trong cơ thể vượt quá khả năng nghe của bạn. Nếu ngay cả một con kiến bò trên da bạn, bạn có thể cảm nhận được ngay lập tức. Nhưng có rất nhiều máu chảy trong bạn mà bạn không thể cảm nhận được. Các cơ quan giác quan của bạn chỉ có thể ghi nhận cảm giác bên ngoài về thị giác, âm thanh, khứu giác, vị giác và xúc giác. Nhưng nguồn gốc của tất cả kinh nghiệm là ở trong bạn. Một trải nghiệm có thể được kích hoạt bởi một tác nhân bên ngoài,
nhưng nguồn gốc của nó luôn là ở bên trong, và đôi khi trải nghiệm tương tự có thể được tạo ra ngay cả khi không có tác nhân bên ngoài. Về cơ bản, yoga nhằm mục đích nâng cao trải nghiệm của bạn ngoài năm giác quan. Có một chiều không gian nằm ngoài nhận thức năm giác quan của bạn. Bạn có thể gọi chiều không gian đó là bất cứ thứ gì bạn muốn. Bạn có thể gọi nó là bản thân nếu bạn lựa chọn. Bạn có thể gọi nó là thần thánh nếu bạn lựa chọn. Bạn cũng có thể gọi nó là Chúa nếu đó là lựa chọn của bạn. Thuật ngữ này hoàn toàn phụ thuộc vào bạn. Và ngay cả khi bạn không tìm kiếm thần thánh hay bản thân, việc nâng cao nhận thức của bạn có thể đóng một vai trò quan trọng trong việc đảm bảo mức độ hạnh phúc cơ bản. Dù bạn là ai, bác sĩ, cảnh sát, kỹ sư, nghệ sĩ, nội trợ hay sinh viên, về cơ bản, chất lượng nhận thức của bạn sẽ quyết định mức độ hiệu quả và thành công của bạn, cũng như bạn có thể làm được bao nhiêu trên hành tinh này. Việc mở rộng nhận thức giác quan của bạn ra ngoài ranh giới hiện tại của nó có thể đạt được những kết quả phi thường, mang lại một chiều hướng hoàn toàn mới và dường như kỳ diệu cho cuộc sống của bạn. Những câu hỏi phổ biến là: có phải rất khó để nâng cao nhận thức của tôi không? Tôi có phải rút vào hang động Himalaya để quay vào trong không? Câu trả lời là không. Khả năng này không đến từ việc bạn ngồi ở đâu đó trên đỉnh núi, mà nó ở trong bạn. Lý do duy nhất khiến nó không thể tiếp cận được là bạn bận rộn hoặc bận tâm với những gì đang xảy ra bên ngoài, hoặc quá tham gia vào bộ phim tâm lý của riêng bạn. Chỉ là sự thiếu chú ý đã phủ nhận mọi khả năng khám phá những gì nằm bên trong của con người. Hướng vào bên trong không liên quan gì đến suy nghĩ, ý tưởng, quan điểm hoặc triết lý. Nó không liên quan gì đến hoạt động tâm lý của tâm trí bạn. Nâng cao nhận thức của bạn có nghĩa là nâng cao khả năng của bạn để tiếp nhận cuộc sống đúng như nó vốn có. Nếu bạn sẵn sàng dành một vài phút của cuộc đời mình cho việc này mỗi ngày, bạn sẽ thấy sự thay đổi. Quá trình đơn giản, chú ý một chút đến bản chất bên trong của bạn sẽ biến đổi chất lượng cuộc sống của bạn theo những cách đáng chú ý. Sadhana. Bắt đầu bằng cách chú ý đến mọi thứ bạn nghĩ về mình ngay trước khi bạn chìm vào giấc ngủ. Suy nghĩ, cảm xúc, tóc, da, quần áo, sự ăn diện của bạn. Biết rằng không cái gì trong số này là bạn. Không cần phải đưa ra bất kỳ kết luận nào về bạn là gì hoặc sự thật là gì. Sự thật không phải là một kết luận. Nếu bạn giữ nguyên những kết luận sai lầm, sự thật sẽ ló ra. Nó giống như kinh nghiệm của bạn về ban đêm. Mặt trời vẫn chưa lặn, nó chỉ là hành tinh đang nhìn theo hướng khác. Bạn đang suy nghĩ, đọc, nói về bản thân bởi vì bạn quá bận rộn để nhìn theo hướng khác. Bạn đã không đủ chú ý để biết bản thân thực sự là gì. Điều cần thiết không phải là một kết luận, mà là một sự thay đổi. Nếu bạn quản lý để đi vào giấc ngủ với nhận thức này, nó sẽ rất quan trọng. Vì không có sự can thiệp từ bên ngoài vào giấc ngủ, điều này sẽ phát triển thành một trải nghiệm mạnh mẽ. Theo thời gian, bạn sẽ bước vào một chiều không gian vượt ra ngoài tất cả những trải nghiệm bạn đã tích lũy.